Thứ nhất là về cái khoảng cách trồng thì ở dưới miền Tây á, là trồng 2 tấc rưỡi đến 3 tấc. Thứ nhất là dồn ăn vào cái vụ đầu, tức là cái cổ hái đầu tiên, là người ta dồn năng suất tối đa trên đầu diện tích nhất có thể, cho nên là mới trồng dày. Còn ví dụ như trên mình, một là mình theo định hướng trồng dày, hai á, là mình theo cái định hướng trồng thưa. Thưa có nghĩa là nó vừa giao tán cây khi mà cây trưởng thành. Vậy thì anh muốn quyết định cho nó chính xác á, thì anh quan sát những cái vườn mà ở gần, là coi khi mà cái cây nó trưởng thành á, với cái giống của anh đang trồng. Tại vì có giống cây á, thì nó vươn, nó to, cây nó cao. Có giống á, thì nó bè ngang. Có giống á, thì cái tán nó nhỏ. Thì tùy theo cái loại giống mà anh xem là cái bán kính của cái cây khi trưởng thành nó là bao nhiêu, thì mình quyết định cái khoảng cách cây cách cây, hàng cách hàng, theo đúng cái khu vực, theo đúng cái ý muốn. Còn lắp cái hệ thống tưới nhỏ giọt bao xa thì cái đó phụ thuộc vào cái đất của anh. Có nghĩa là anh chạy cái lỗ nhỏ giọt, anh thấy sau khoảng 15-20 phút nó loan ra khoảng 3 tấc, thì anh lắp làm sao cho cái gốc cây nó nằm trong cái vòng tròn loan ra đó là được. Thì theo như quan điểm của em là vậy. Còn nói về cái chuyện mà 20 mấy ngày ươm mà rồi lấy về trồng. Thứ nhất là tại sao mình lại lấy sớm, lấy trễ, là cây nó to quá mà cái bầu nó nhỏ xíu. Thì cái rễ nó quấn quanh như quỳ rối, thì khi mà anh trồng xuống á, cái rễ cọc nó không có cắm sâu xuống mà nó ăn ngang, hoặc là nó cứ quấn quanh chỗ đó và nó ra cái rễ tơ thôi. Cho nên là cái phần gốc á, nói về cái độ giữ vững cái cây và nói về cái độ mà chịu hạn, chịu thời tiết khắc nghiệt. Tại vì cái rễ cọc á, là nó vừa hút nước, nó vừa giữ cây đứng cứng, không có bị lung lai gốc. Đó là những cái ý nghĩa của cái rễ cọc. Thì khi mà mình lấy cái cây trễ, thì khi mà mình nhổ lên thì cái rễ cọc nó có khả năng nó bị đứt nữa, nó tạo vết thương mà nó mất cái rễ cọc. Đó là những cái vấn đề gây suy yếu cái cây. Còn nếu như 20 mấy ngày trồng, thật ra người ta gieo rồi người ta ươm là để thứ nhất là mình lựa cái cây ngon nhất mình trồng được nè, cái thứ hai là mình có thể dặm được nè, cái thứ ba là cho cái cây nó có một cái sức sống ban đầu, tức là trẻ sơ sinh nhưng mà nuôi nó một khoảng thời gian cho nó đủ lớn rồi mới đem ra ngoài nắng. Vậy thì nếu như 25-27 ngày anh đem về trồng, thì miễn sao khi đem ra ngoài bộ rễ phát triển vừa phải, không cần phải nó quá trời mạnh. Hai là cái lá nó dày, cái lá nó tương đối trưởng thành chứ không phải là non mướt, lá to xanh đậm rồi đem ra ngoài trồng nó sụ lá, nó yếu cái sức chống chịu, nó dễ bị chết, dễ bị hao hụt. Thì anh chỉ cần anh xử lý theo cái quy trình là 3 ngày trước khi trồng, mình xử lý cho cây nó cứng lại là ok. Chứ không nhất thiết là phải lên tới 45 ngày. Nhằm khi 45 ngày mình thấy cây to, mình thấy nó khoái, nhưng mà nhiều vựa, nhiều chỗ ươm giống là họ bán ế xong rồi họ dưỡng cái cây đó lại nữa. Mình thấy cây to là ngon, nhưng mà cây đó là cái cây ế và mình trồng nó đẹp, nó không có lớn hết mức như là những cái cây bình thường khác. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.